Trên tay Thanh đây là hai cây Nokia 6700 Gold nguyên zin nguyên bản và còn rất là đẹp. Đã lâu lắm rồi Thanh mới về được một lần hai cây nguyên zin như thế này, và hai cây máy này được anh em săn đón rất là nhiều. Cảm ơn tất cả mọi người trong thời gian qua đã xem và ủng hộ kênh của Thanh Luxury. Thì Thanh Luxury có xài một cái fanpage tên là Thanh Luxury và có 32.542 lượt thích. Thêm nữa là hai số hotline này Thanh có xài Zalo, hay cập nhật những cái máy mà hàng ngày Thanh về. Khi mà về là Thanh sẽ up lên ngay trên trang fanpage này hoặc là trên Zalo. Anh em kết bạn Zalo hoặc là theo dõi kênh Thanh Luxury để cập nhật nha. Rồi, hai cái máy mà Thanh giới thiệu cho mọi người trong ngày hôm nay được rất nhiều anh em quan tâm trong thời gian vừa qua, nhắn hỏi Thanh rất là nhiều luôn. Và sau một thời gian lâu thì Thanh cũng đã về được một lần hai cây. Đó là Nokia 6700 Zin. Tình trạng là nguyên zin nguyên bản cả hai cây. Cây bên trái thì nó sẽ đẹp hơn 98%, cây bên phải đẹp gần 99% nha mọi người. Và cái giá nó cũng sẽ là khác nhau. Cây bên này là 17 triệu 5 và cây này là 18 triệu 5. Nó sẽ cao hơn 1 triệu. Bây giờ Thanh sẽ quay chi tiết cho anh em xem máy nha. Tất cả các bề mặt vỏ của nó đều khít và rất là đẹp. Mọi người thấy cái đẳng cấp của dòng Nokia 6700 Gold cũng như là 8800 Gold. Thì cái màu 18K nè mọi người, xem rất là óng ánh và đẹp luôn. Rất là chuẩn. Bởi vậy nó sẽ trường tồn với thời gian. Những cái cây máy ở đây, bàn phím, cái viền phím này á, nó còn rất là đẹp luôn và không có chóc gì cả. Mặt kính còn đẹp, chỉ dăm xước chứ không cứng móp. Cây bên này thì nó sẽ đẹp hơn và cây bên này thì nó không đẹp bằng. 17 triệu 5, 18 triệu 5. Nếu anh em nào mà quan tâm cây nào thì cứ nhắn cho Thanh nha. Hoặc là ở gần địa chỉ 182 Hoàng Diệu 2, phường Linh Chiểu, Thủ Đức thì cứ ghé shop mình để xem và trải nghiệm hai cây máy này thoải mái luôn. Cảm thấy ok thì mua, còn không thì thôi không sao cả. Hai cây Nokia 6700 Gold. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết cái video của Thanh. Hẹn mọi người vào một cái video kế tiếp.